khoa tạo hình thẩm mỹ đã hội chẩn với khoa mắt của bệnh viện và chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch trung tâm võng mạc gây mù mắt phải. Hiện bệnh nhân đang được điều trị ở khoa mắt nhưng tình hình cải thiện thị lực mắt phải không khả quan. Qua tìm hiểu của các bác sĩ thì bệnh nhân được người chồng không học ngành y nhưng đi học tiêm filler ở một cơ sở thẩm mỹ tư nhân và mua filler với giá 1,2 triệu đồng về thực hành tiêm cho vợ vào trưa ngày 16 tháng 11. Ngay sau khi tiêm thì bệnh nhân than là đau nhức và mờ mắt phải. Theo bác sĩ Hùng, khoa tạo hình thẩm mỹ thường xuyên tiếp nhận các trường hợp biến chứng sau khi tiêm filler. Điển hình là các biểu hiện như việc sưng tím, tắc da hoại tử do tắc mạch ở vùng mũi. Ngoài ra thì vùng mũi còn có động mạch trung tâm của võng mạc mắt nhỏ. Nếu chích trúng động mạch này thì sẽ gây ra việc bị mù mắt là điều không thể tránh khỏi.